会长荡气的归来，身份相当矜贵，眉头笑眼睛雕金砌，使你着迷。兰中行业历来做势，一句话即可得到一切，大能智慧气派绝世，绽放光辉。望远上以心中美善看到世间美丽，自信心能目空一切，你眼睛看出真与伪，送我最深一世，留在幻两生依然默契。望了天众星光灿烂，那似我心美丽，自信心能目空一切，伴你走再百年也会信守一世，爱到底似今坚全万世。Lễ Doanh là người Trường An. Cách đây một tháng, nhờ huynh kéo Tơ Hồng chọn Mạc Nhị Quy làm phu quân. Dù là tuổi tác, học thức, gia cảnh, sở thích của họ đều cân xứng vô cùng. Từ điểm phối tới tác hợp, quá trình đó đều làm theo thứ tự, không hề sai sót. Hắn là tội phạm bị truy nã, vì làm giàn giả tốn tiền dám kim hiệu. Thôi về đi, ngày mai cô đương đến sớm lấy bài hiệu để bổn quan trình tự hủy bỏ hôn ước của cô trước, sau đó mới giúp cô mai mối lại vậy. Khoan đã, chuyện lần này rõ ràng là huynh chọn sai Quyên Ương, suýt chúng nữa lấy nhầm kẻ xấu. Chúng tôi còn chưa truy cứu việc huynh không làm tròn trách nhiệm, vậy mà huynh còn ở đây nói chuyện trình tự cho sướng miệng nữa hả? Tứ à, cô còn nhớ là trước đây không lâu Đinh Đại Nhân đã dạy chúng ta hay không? Nhớ chứ, chính là tôi giúp Ngân Bình cô nương đi xem mắt thì gặp phải Đinh Đại Nhân đang tìm mai mối cho rồi lôi cả chúng ta về đây. Đại Nhân buông lời cảm khái từng câu như sấm bên tai vậy. Hôm đó huynh nói với tôi và Tứ Đức như vậy: cô giúp Tư Đồ Ngân Bình xem mắt vốn là có tình có nghĩa, nhưng mà bị người ta bỏ thuốc còn suýt nữa chịu thiệt, đúng là vô cùng ngu xuẩn đó. Còn cô chứ gì thâm rẻ, liều lĩnh thì bà mai mối không chính thống, cuối cùng liên lụy Ngô Tứ Đức gặp nguy. Đã nói ngốc càng thêm ngốc. Thật ra nói tới người đáng tin nhất, không ai bằng đương kim hoàng thượng, ngự chuẩn minh mẫn thỏa đáng, đảm bảo đáng tin như quan mai mối, tức là bổn quan huynh đó. Phải biết đó là quy hiệu mai mối, cách chính điều và cưng. Hai vật này có ý nghĩa vô cùng lớn lao. Cái gì mà ngũ bất nhân. Tóm lại, huynh ấy ngâm một câu thơ mà cả hai chúng ta đều không biết. Tóm lại, quan mai mối chúng tôi phải công bằng chính trực, cho nên phải dùng thân để cân. Cân không được thì dùng chiêu bài chém hết phu phụ bạn thê thất tiết. Đinh Đại Nhân dám hỏi công bằng với liêm chính của huynh đi đâu mất rồi? Đinh Đại Nhân, còn nữa nha, huynh nói chúng tôi tham rẻ, cho nên liều lĩnh tìm bọn mai mối không chính thống, cuối cùng Lâm Nguy phải nói ngu càng thêm ngu. Huynh nói quan mai mối tốt như vậy, Lê Danh tỷ cũng phải tốn nhiều ngân lượng, cuối cùng rồi phu quân cũng bị mất đó thôi. Cho nên nói, quan mai mối cũng không bằng mai mối tư. Tóm lại chúng ta đi nhờ mai mối tư đi. Ừ. Thôi vậy đi, hôn nhân của Lê Danh cô đương bổn quan thủ lý lại từ đầu, nhanh chóng giúp cô tìm được Lan Quân dư ý. Vậy các cô có hài lòng chưa? Vậy thì tốt quá, tạ đại nhân. Thủ lý lại công văn phải đưa tiền lại như ban đầu. Còn phải đưa tiền? Chuyện này là lỗi của các huynh, đúng ra không được lấy một xu. Đại nhân, như vậy không đúng quy định. Quy định nhưng gì mà hả? Tại sao kỳ lạ vậy? Phải đã hết tiền rồi. Không cần phải đưa đâu, để tôi đưa cho. Trừ vào bóng lòng của bổn quan đi. Mời ba cô về cho, nếu có tin gì lập tức thông báo với mấy cô liền. Vậy thì còn tạm được. Quan mai mối. Cổ họng tôi bị ngứa, chân răng sưng nhức, lưỡi thì sưng đỏ, còn bị táo bón, chắc là triệu chứng thượng tiêu quả dưỡng rồi. Tâm thiếu gia, mở to miệng tôi xem thử. Chân răng sưng nhất, lưỡi thì sưng đỏ, quả nhiên là thượng tiêu quá dưỡng rồi. Ý Mạc đại phu, ông mặt đỏ mắt sưng, chắc chắn là cổ khô lưỡi rác, đại tiện khô tiết, tiểu tiện ra máu, thỉnh thoảng bồn chồng lo âu. Mọi phải rồi ha. Đau đầu, ngủ không ngon giấc, lè lưỡi ra xem thử. Màu lưỡi đỏ thẫm, mạch đập lại chậm, là triệu chứng âm hư quả dưỡng. Vậy tôi phải uống điệu hoàng như lời cậu rồi.
Tam thiếu gia đúng là không nhận ra cậu cũng tâm đắc với thuật kỳ hoa như vậy ha. Tôi lên Thiếu Lâm Tự, ngoài việc theo vô trận phương trượng luyện võ, phương trượng còn nghiên cứu về y dược. Lúc rảnh rỗi cùng người lên núi hái thuốc, nhờ nghe được nhiều, biết được nhiều, đối với các chứng bệnh thông thường cũng có thể gây bệnh bốc thuốc vậy. Ồ, vậy thì theo ý Tam thiếu gia, cậu cho rằng lần này ở nên kê thuốc gì? Lưu vị thổ sốt chỉ ăn bách thảo, tinh hoa của nó ngưng kết vị hoàng giải được trăm độc. Còn tiêu đàm diệt thanh, diệt độc tán tâm quả. Tôi thường đi quả dưỡng, tốt nhất là uống thiên hà giải độc tán. Dùng ngư hoàng, hoàng liên, mã cầm, kết hợp hoàng bách, đại hoàng chi tử, mã hao cúc khung, hoàng nghiền nát xay thành bột rồi chia thành 12 gói nhỏ uống với nước ấm. Đúng là ra ngoài du ngoạn phải có bạn hiền. Tam thiếu gia quả thật lần này tự chẩn bệnh, lão ngu không biết có nên là nhận tiền chẩn trị không. Đa tạ đại phu châm chước. Ê, nè xin chừng bà ơi. Ê, cẩn thận đó bà. Nè, bà ơi, bà không sao chứ? Không sao, đà tạ cậu. Dạ. Đi đường phải mở mắt ra nhìn chứ. Có chuyện gì mà vội vàng vậy Dũng huynh? Tôi có hẹn với Triết huynh, với Dương huynh tới Y Hồng Lâu để đợi sẵn. Hẹn không gặp mặt tình cờ, đi chung đi. Không được rồi, tôi đang bị nóng trong người, mới vào đại phu khám xong đó. Dũng huynh à, huynh cũng vậy đó, trong người không khỏe còn uống rượu nữa. Tôi gói thuốc này là thuốc bình an thôi bà, không có sao đâu. Vậy tôi không làm phiền huynh về nhà nghỉ ngơi nữa, tôi đi rủ Đa Lộc huynh ha. Tự nhiên. Tứ. Xin lỗi nha Tứ, làm cô giật mình hả? Không sao đâu, không sao đâu, cũng may là không nghẹn. Cô đã nuốt cái gì vậy? Đang làm việc mạng giặt, đói lắm sao? Không phải đâu, tôi thấy cổ họng miệng hơi ngứa cho nên mới ngậm một ít hạt sen để thông cổ mát họng thôi mà. Hay là vì cô không có đàm? Chắc là vậy. Vậy cô có bị sưng chân răng, miệng khô lưỡi rát không? Còn nữa nha, còn bị chứng táo bón nữa. Có đó. Sao cậu biết vậy? Đương nhiên là biết rồi, tôi cũng bị vậy mà. Hả? Lúc nãy tôi mới đi gặp đại phu khám bệnh, ông ta nói tôi thượng tiêu quả dưỡng. Thượng tiêu quả dưỡng? Vậy có nghiêm trọng hay không? Mấy bữa nay tôi thấy chân răng vừa sưng lại vừa nhức nữa. Uống giải độc tán này, nếu như bệnh nhẹ thì chia ra ngày uống 3 lần, nhưng mà cô bị sưng chân răng như vậy thì uống luôn 1 lần. Nhớ đó, pha với nước ấm mà uống, bảo đảm thuốc vô bệnh khỏi. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là nghỉ ngơi nhiều vào, đừng lao lực quá. Bây giờ cô lập tức về phòng uống thuốc đi, sau đó lên giường nằm nghỉ. Hả? Tôi còn phải quét dọn giếng trời nữa. Tam thiếu gia đã ra lệnh, cô không được làm gì hết, lập tức về phòng nghỉ ngay. Nè. Hả? Phải nhớ kỹ, pha với nước ấm mà uống, không chừa một giọt nào, ức một cái uống hết vô bụng. Sao mà trùng hợp vậy, bệnh cũng bệnh giống nhau. Tam thiếu gia. Lương thần, có chuyện gì? Có Trịnh công tử bên ngoài xin gặp. Dũng huynh. Tam thiếu gia, gói thuốc đó huynh đã uống chưa? Chưa, có chuyện gì à? Lúc này tôi đã đụng trúng huynh, đã làm rơi gói thuốc đó. Thì ra chúng ta lấy nhầm của nhau, gói thuốc này mới là của huynh nè. Gói của tôi đâu? Lương thần à, gói thuốc để trên bàn trong phòng, cô lấy ra giùm tôi nha. Dạ, Tam thiếu gia. Cũng may Dũng huynh kịp thời phát hiện ra, uống nhầm thuốc không phải là chuyện nhỏ đâu đó. Chuyện này không phải là lớn hay nhỏ đâu, là mắc chứ rẻ đó. Thuốc của huynh là thuốc gì, bụng mắc lắm sao? Lúc nãy tôi nói rồi, tôi tới Y Hồng Lâu uống rượu mua vui mà. Cũng phải mang theo 1 hay 2 gói ngũ thạch tán để nói trở, làm sao mà vui cho được. Ngũ thạch tán? Huynh nói là dược tán mê hoặc tâm hồn, uống vào khiến người hình hài phân tán hả? Bậy. Uống ngũ thạch tán đó có thể khiến cho ta cảm thấy khoan khoái, tinh thần minh mẫn, ngâm thơ ứng đối, rất là nhạy bén đó. Không phải đâu, ngũ thạch tán đúng là hại người ghê gớm lắm. Huynh đừng có uống nữa. Chết. Tứ. Tam thiếu gia, cậu tới tìm tôi hả? Vào đi. Trời ơi, chết rồi, uống hết rồi, không chừa một giọt. Tư à, sao cô đóng cửa vậy? Đừng có làm bậy nha, tôi la lên à. Tôi buồn ngủ, muốn đi ngủ nên đóng cửa lại thôi mà. Tư à, đợi chút nha. Đa tạ Tam thiếu gia.
tôi nóng, nóng quá à. Sao nóng quá vậy? Ê, sao cô cởi áo vậy? Nóng quá. Ê, con, nóng quá. Không được cởi, không được cởi đâu. Cả người tôi như bị lửa đốt vậy. Không tin, cô sờ đi. Có phải nóng lắm không? Cô ráng chịu đi, đợi thuốc hết hiệu lực sẽ không sao nữa. Tôi không chịu nữa, Tam thiếu gia. Tôi phải cởi áo đi tắm. Cô đừng vậy mà. Không được, không thể làm vậy được. Hỡi Tử à, không sao chứ? Bây giờ không chỉ nóng thôi mà tim tôi đang tình vậy nè. Tôi chờ Tử đi. Quỳnh đánh tôi. Xin lỗi nhà Tứ. Chào buổi sáng. Sao cô ở đây vậy? Tôi còn tưởng đang nằm mơ chứ. Bộ Tam thiếu gia cũng mơ thấy tôi hả? Cô vô phòng tôi làm gì vậy? Tôi không biết khi nào cậu mới dậy, cho nên tôi đã chuẩn bị sẵn chậu nước để cậu dậy rửa mặt đó. Tôi có nói với nhị phu nhân là cậu bị thượng tiêu quá dượng. Nhị phu nhân đã căn dặn tôi cứ để cho cậu ngủ, đừng đánh thức cậu. Mọi người ăn xong bữa sáng ra ngoài tiệm trước rồi. Tam thiếu gia, cậu qua đây rửa mặt đi. Nè. Cảm ơn. Tam thiếu gia, tối hôm qua cậu có uống ngu hoàng giải độc tán không vậy? Hả? Sao khi không lại hỏi vậy? Không biết có phải tại tôi nóng quá hay không. Sau khi uống thuốc cả đêm, tôi đều nằm mơ giống như là gặp phải đại hạn vậy đó. Cả người nóng như lửa đốt. Điều kỳ lạ nhất là tôi mơ thấy thiếu gia cậu. Cô mơ thấy tôi làm gì? Làm chuyện xấu đó. Tôi xấu ra sao vậy? Cậu đánh tôi. Tôi cũng không hiểu tại sao lại nằm mơ thấy như vậy. Ngày thường cậu tốt với tôi mà, sao cậu đánh tôi được? Nhưng vậy chưa phải lạ đâu. Lạ nhất là sáng nay tôi thức dậy, tay của tôi đúng là bị trật đó. Cả sau gáy cũng bị đau âm ỉ nữa. Chắc cô ngủ mê quá, lăn xuống gầm giường bị thương đó. Nhưng mà sáng nay tôi thức dậy là ở trên giường chứ không phải ở dưới đất đâu. Vậy là phải rồi. Lăn xuống giường rồi tự leo lên nằm cũng không hay, còn không phải ngu mê. Chuyện nằm mơ không phải là thật đâu. Cô tuyệt đối đừng để trong lòng nha. Dạ. Tam thiếu gia, tôi có cần uống thêm mấy gói dược tán không? Không cần. Đó là thuốc, nếu không cần thì đừng có uống ha. Tam thiếu gia, sao mà cậu đỏ vậy chứ? Còn toát mồ hôi hột, hay là cậu thấy không khỏe? Tôi dìu cậu nằm nghỉ nha. Nằm nghỉ, không cần. Vậy tôi dọn bữa sáng cho cậu dùng. Không cần. Tôi không muốn nằm nghỉ, cũng không muốn ăn sáng. Ra ngoài đi. Cô để tôi yên một lát. Để tôi yên đi. Ra ngoài đi. Vậy tôi ra ngoài nha. Tiểu Ngọc hầm canh phúc thọ an lành, ngon quá trời. Nếu chàng thích uống thêm mấy chén đi. Được. Không được. Hả? Để cho đa thọ uống đi. Tam đệ phải vào kho kiểm tra chất lượng vàng, lúc này vất vả lắm rồi. Để mấy chén cho đệ ấy tẩm bổ. Đây là canh bát bửu giác ngưu, không hợp với đệ ấy đâu. Chỉ sợ đệ ấy không chịu nổi bổ, úp vào chảy máu mũi thì càng khổ hơn. Vậy hả? Về phiền Tiểu Ngọc rồi. Cẩn thận nóng đó. Đại ca đại tẩu. Tam thúc.
Nếu biết đệ ở đây, tao đã để chén canh cho đệ uống rồi. Không sao đâu. Đại ca, số trang sức vàng này đệ đếm rồi, đủ số. Phiền đệ, phiền đệ. Dạo này cũng may là có đệ giúp một tay, huynh đỡ phiền hơn nhiều. Nhưng mà thiếp bị phiền đó. Nàng phiền gì? Hey, thì phiền tối nay nấu canh gì cho chàng uống mới có thể khiến chàng thông minh sáng dạ đó. Thiếp đi đi. Tiểu Ngọc. Lúc cười cười nói lúc nhăn nhó bực bội. Phụ nữ thiệt không hiểu nổi. Đừng nói phụ nữ, đàn ông cũng không hiểu nổi đàn ông. Chuyện gì vậy? Ngồi xuống từ từ nói. Hả? Không biết tại sao mấy hôm nay đệ cứ thấy ngứa ngáy khó chịu lắm. Ngứa ngáy hả? Nhưng có muốn gãi cũng không gãi đúng chỗ ngứa, giống như là ngứa từ trong ngứa ra vậy. Tóm lại là ăn không ngon ngủ không yên, rất khổ sở. Để nói cảm giác ngứa ngáy khó chịu này có vẻ rất là quen đó nghe. Hình như trước đây huynh cũng từng có cảm giác này. Huynh nhớ ra rồi. Chính là lần đầu tiên huynh cùng Tiểu Ngọc hôn nhau định tình. Hôn nhau định tình hả? Mấy ngày sau huynh liền ăn không ngon ngủ không yên, giống hệt như để nói vậy đó. Rất là khổ sở. Tới giờ rồi, mình phải dọn tiệm. Để xuống dưới xem sao ha. Sao dọn dẹp nhanh vậy? Tuấn Hiền Nhã Tập. Tướng Phong Á, Ngũ Phong Á. Tam Phong Á, chào huynh. Trùng hợp vậy, hai người định đi đâu? Tới giờ này chúng tôi phải luyện bắn cung đó. Hai người thì tốt rồi. Tôi và Đại Phong Á phải rửa yên ngựa với lại trà thảm ngựa. Mời. Đại Phong Á, sao sớm vậy? Ý, phải rồi. Hoàng Thái Phó đâu? Thái Phó đi dậy rồi. Đừng có đập nữa. Nói cũng phải. Ngươi đúng là quá nhiều bụi bặm mà. Xem ngươi giữ được bao lâu. Tôi đập vậy là quá hung dữ hả? Hung dữ lắm sao? Kẻ sinh tâm sân hận, tự chuốc khổ vào thân. Nhưng nếu như tôi không đập nó, nó làm sao sạch được chứ? Đại Phò Mã, hay là huynh tránh sang bên kia rửa. Mỗi người một bước, nhường nhau vẫn hơn đó. Lần này cũng là ta chiều ngươi, ta nhường ngươi. Sao ngươi không nhường ta dù chỉ một lần? Lần nào? Nè, tôi mới nói lần đầu mà. Cứ gì không ăn ngang ngược đi. Xem ngươi hoàn thành được bao lâu. Sẽ thay đổi. Sẽ thay đổi thôi. Tôi sẽ không suốt đời quỳ gối trước cô. Tôi sẽ không cả đời không ngẩng đầu lên được. Đại Phò Mã. Đại Phò Mã. Đại Phò Mã. Huynh không sao chứ? Ủa, Tam Phò Mã, tới lúc nào vậy? Ủa, tôi tới lâu lắm rồi. Huynh còn nói với tôi là Hoàng Thái Phó đi giải nữa mà. Hình như là vậy. Đại Phò Mã, hay là huynh thấy không khỏe trong người? Tại công chúa có tắc trách, hơn nữa lại thiếu bột dành, tức sẽ lôi tôi ra chà đạp. Hả? Nói thì huynh không hiểu, hiểu huynh cũng không làm, làm lại làm không đúng, nói năng lung tung. Đại Phò Mã, huynh không sao thiệt chứ? Có gì hả? Huynh tưởng tôi bị khùng phải không? Yên tâm đi, tôi hoàn toàn bình thường. Những kẻ say rượu có bao giờ nhận là mình sai đâu. Còn những kẻ điên loạn có bao giờ nhận mình là mình điên. Có phải vậy không? Người điên sẽ được ở Phong Vân Tháp, còn hơn là ở Tuấn Hiền Nhã Tập, không bị suốt ngày chà rửa yên ngựa. Ý, kỳ lạ thiệt. Rõ ràng tôi bắn không trúng mà. Tôi trúng rồi. Như là trúng bên cạnh của Tam Phò Mã. Không phục, không phục. Nhìn đây nè, tôi bắn bách phát bách trúng đó, nhưng mà không trúng đó thôi. Ủa, tên bắn đâu rồi ta? Bạch Thái Phó chỉ dạy, tôi mới biết bắn tên là vui như vậy đó. Tôi cũng vậy. Mời. Đại Phò Mã không tới để thưởng thức thời khắc tuyệt vời này rồi. Đại Phò Mã bất ổn, bệnh không tới hả? Quên đây có tới đó. Lúc nãy còn rửa yên ngựa cùng Tam Phò Mã nữa mà. Lúc nãy vừa hết giờ đã không thấy người, không biết huynh ấy đi đâu. Nhưng mà gần đây mọi người có cảm thấy hình như là Đại Phò Mã có gì đó bất ổn hay không? Thấy chứ. Lúc thì hỏi người không đáp chính, lúc thì đứng lặng thinh, lúc thì mặt mày trắng bệch, lúc thì hốt hoảng sợ sệt, lúc thì nó đang hoạt bát, lúc thì chửi mắng lung tung. Cũng khó trách huynh ấy mỗi ngày phải vật lộn với hổ, như ngồi bàn chông, như người mù cưỡi ngựa mù, nửa đêm gặp ao sâu. Cho nên bị thất tam phong là chuyện sớm muộn thôi. Nếu Đại Phò Mã để bị biết mắt thất tam phong, sẽ bị đưa tới Phong Vân Tháp, cả đời không được thấy mặt trời. Nếu thực sự đúng như vậy, Đại Phò Mã quả thật đáng thương thê thảm.
Tam kiến nhị phò mã, tam phò mã, tứ phò mã, ngũ phò mã. Có chuyện gì? Đi trước phụ mình đại công chúa. Tới đây dễ. Không phải, tới đây đón đại phò mã về phủ. Do giờ này đúng ra đại phò mã phải ở đây bắn cung chứ. Đại phò mã không có tới đây. Không, đúng là không có. Hay là quân ấy thấy không khỏe, về phủ đại công chúa rồi. Không thể nào, không được đại công chúa phê chuẩn, đại phò mã không được về phủ. Hai người lập tức về bẩm báo chuyện này với đại công chúa đi. Dạ. Dạ. Chắc là đại phò mã chỉ đi quanh đây thôi. Hay là các người thử đi tìm thử đi. Nếu để đại công chúa biết đại phò mã tự tung tự tác sẽ nói trận lôi đình đó. Thật ra chúng ta vừa nhìn thấy đã rõ đại phò mã làm gì có ở đây. Hay là các ngươi thử đi tìm mấy nơi khác xem sao. Các vị phò mã, nếu có gặp đại phò mã, xin đốc phò mã lập tức về phủ gặp đại công chúa. Biết rồi. Được. Lần này đại phò mã phải chịu đòn thê thảm rồi. Phản kháng thì khác gì tự đào mồ chôn. Đại phò mã hà tất phải làm khổ mình chứ. Các quân tự lo cho mình đi. Sắp tới kỳ thi rồi, nếu có sai sót gì công chúa trách tội xuống, không biết dùng roi da, cung bổ hay là gì đây. Vậy tôi phải mang cung tên về luyện tập mới được. Tôi cũng tập nữa. Đại phò mã chúng tôi xin cáo từ trước nha. Mời. Người nào cũng siêng năng như vậy, mình cũng chỉ biết cố hết sức thôi. Để trên bàn được rồi. Nè, ngươi ra ngoài đi. Tôi không thể đi. Hả? Đại phò mã. Đại phò mã, ngươi phải cứu tôi mới được. Đại công chúa đang tìm Huynh khắp nơi không? Huynh biết là tôi không giúp được cho Huynh mà. Huynh không giúp được tôi, tại sao lúc nãy lại cứu tôi? Vậy nếu tôi che giấu Huynh ở đây, không phải Huynh mà là tôi chết, hoặc là cả đám ôm nhau chết chung, Huynh có hiểu không? Dù gì cũng chết, chẳng cũng không ai quan tâm tôi sống hay chết. Trời ơi, hà tất gì Huynh phải làm vậy? Nếu năm đó không phải Triệu gia tôi, giờ cảnh sa sút, cả gia tộc hơn 900 người nhà tôi cứu tế, tôi đã không ngu ngốc tự đào mồ chôn. Phải được làm phò mã, vinh hoa phú quý muốn quay được quay, cả nhà không cần phải lo nghĩ. Nhưng mà công chúa, cô giữ còn hơn cả con cọp cái nữa, độc hơn cả dạ xoa. Ngày nào cũng chơi mèo dần chuột với tôi, lúc cậu là mèo tôi là chuột, đánh tôi mầm tím nhức buốt, có lúc cầm ghế gỗ canh nhắm thẳng vào mặt của tôi mà phang. Buổi đêm khuya cũng như là sói hổ vậy, xem tôi như là con chuột bà giờ. Tôi đúng là bạn khổ mà. Tâm phò mã, Huynh có biết cổ thích nhất là nhéo tôi không? Nè Huynh xem đi. Phải, vết mầm này chính là hôm Tết Trung Thu cổ cầm đập thẳng xuống. Còn nữa, ở đây nè, chính là tháng trước cổ cầm cái tô canh nóng đổ thẳng lên. Không chỉ có nhiêu đó thôi, trên ngực của tôi nè, sau lưng nè, trên đùi nữa nè, còn rất nhiều vết thương. Tôi cho Huynh xem tiếp. Nè, tôi sẽ cởi cho Huynh xem. Không cần xem đâu. Tôi không hề lừa Huynh đâu. Cảm ơn, tôi còn rất nhiều vết sẹo. Huynh mở to mắt ra đi, tôi cởi quần cho Huynh xem nè. Khách sáo rồi. Tôi có thể tưởng tượng được mà, không cần cởi ra đâu. Huynh hiểu thật sao? Tôi hiểu. Phải nói là thân bị dày vò, tâm can hoảng loạn, khổ không muốn sống mà. Cho nên tôi phải phá địa ngục, tìm đường sống. Dù tôi phải thay đổi tên họ, từ đó phi bạc giang hồ, ẩn nơi quan giả, ăn cỏ uống máu, tôi cũng cam tâm tình nguyện mà. Nhị thiếu gia, nhị thiếu gia. À, Tứ à, chuyện gì vậy? Nhị thiếu gia, đại công chúa tới rồi. Mặt mày dữ tợn, nó là phép tìm đại phò mã của cổ. Tôi cũng nói là phò mã không có tới đây. Được rồi, tôi ra ngoài với cô trước. Dạ. Đi thôi. Đi thôi. Hả?
không biết đại công chúa hộ giá quan lâm, không đón từ xa. Đại phò mã không biết đi đâu, ngươi có gặp huynh ấy không? Hả? Đại phò mã mất tích à? Tứ phò mã và ngũ phò mã nói lúc ngươi cùng đại phò mã đi rửa yên ngựa, ngươi là người cuối cùng gặp huynh ấy. Huynh ấy có kể lại cho ngươi nghe chuyện gì hay không vậy? Ngươi có nói với huynh ấy chuyện gì không? Tới giờ mà huynh ấy vẫn chưa về, hay là ngươi che giấu huynh ấy? Nói nhanh lên! Trời, tôi giấu đại phò mã, tại sao tôi phải giấu huynh ấy? Sao ngươi phản ứng kịch liệt như vậy? Ờ, phải. Sáng nay tôi có nói chuyện với huynh ấy, nhưng không có nghĩa là tôi che giấu huynh ấy. Bổn công chúa không đủ nhẫn nại tranh cãi với ngươi, có hay không cũng dễ biết thôi. Lục xét cho ta. Dạ. Khoan đã. Không được xét, dù gì tôi cũng là phò mã, thân đường phong quan hàng tam phẩm, nơi này là phủ đệ của tôi, công chúa đâu thể nói xét là xét được. Tam phẩm phò mã như ngươi ghê gớm lắm hay sao? Tam phẩm phò mã như ngươi có quyền lực sao? Tam phẩm phò mã như ngươi có tiếng nói sao? Tam phẩm phò mã đúng là rất lớn, nhưng có lớn bằng ta, trưởng công chúa, vĩnh hạ của đương kim hoàng thượng hay không? Nói xét là xét. Không được xét. Tam hoàng muội, tin tức của muội cũng nhanh nhạy thật đó. Đại hoàng tỷ khua chiên đánh trống tới kim gia trăm vòng trăm dặm, ai mà chẳng biết. Vậy muội có biết tam phò mã đã che giấu đại phò mã của ta ở đâu hay không vậy? Phò mã, có chuyện như hoàng tỷ nói không? Không, đương nhiên là không rồi. Ngươi đang nói dối. Đủ rồi hoàng tỷ, tam phò mã là người thật thà, làm việc trước đây không qua loa, chuyện tốt trước đây không để sót, chuyện xấu nhất định không học theo. Thử hỏi cô đấy sao lại bao che cho đại phò mã của tỷ? Rõ biết đường chết mà còn dám liều mạng làm. Huống chi là từ đầu đến giờ đại phò mã không hề đến phủ này mà. Sao muội biết hả? Đây là nhà phu quân muội, đương nhiên muội nói không là không. Vậy nói không có, sao không cho tỷ xét? Nếu không có, sao muội phải cho tỷ xét? Ta vẫn phải xét cho bằng được, không ai được ngăn cản ta. Đại hoàng tỷ nên biết đường tiến thoái. Chuyện hôm nay nếu để Thôi Thái Phi biết được, chỉ bị người trách chúng ta không biết tinh khí hào thuận, làm trò cười thiên hạ. Tới lúc đó người trách tội xuống. Nếu đúng là muội che giấu đại phò mã, phụ hoàng trách tội xuống, muội gánh vác nổi sao? Đại phò mã bỏ tỷ mà đi liên can gì đến muội? Hay là tỷ về nghĩ xem làm sao giải thích mọi chuyện với phụ hoàng thì tốt hơn. Tóm lại kim gia không hề bao che đại phò mã của tỷ. Muội dám bảo đảm? Muội dám bảo đảm. Đại hoàng tỷ còn ở đây lớn tiếng quát nạt, thì bằng cùng muội vào cung diện thánh để phụ hoàng định đoạt đi. Biết đâu phụ hoàng cũng rất muốn biết suốt cuộc tại sao đại phò mã phải bỏ trốn, tại sao phải bỏ đại hoàng tỷ mà đi, tại sao cả chức phò mã cũng không muốn làm. Hôm nay ta không đôi co với muội. Nếu ta chứng minh được kim đa lộc quả thật có che giấu đại phò mã, các người nhất định tội tăng một bậc. Bãi giá. Công chúa quan tâm thiệt á. Công chúa gặp kẻ địch vẫn bình tâm ứng chiến, không như người ta sợ tới tim đập chân rung. Cũng nhờ tướng đức nhanh trí, nhanh chóng mời công chúa qua đây để giải dây, chiêu này rất là tuyệt. Tôi thấy đại công chúa không hăng xông vào là biết vị thiếu gia đối phó không nổi rồi. Nó bậy, nhưng mà lúc nãy cũng thấy hơi sợ đó. Đại quan tỷ đúng là sát khí đằng đằng. Phò mã à, hay là chào qua phụ công chúa uống ly trà định thần đi. Được. Công chúa. Ngân Bình vô chuẩn bị trà định thần. Lý công công, các ngươi cũng mau theo ta vào trong giúp ta lo liệu. Lúc nãy nhìn thấy công chúa ứng phó với đại công chúa dồn vào thế bí khiến đại công chúa im lặng, lúc đó tôi quả thật là vô cùng sảng khoái. Chàng suýt nữa bị chém một dao, xem chàng còn sảng khoái được không. Chàng có biết suy tính trước sau lo hậu quả không vậy? Chàng biết rõ thiếp và đại hoàng tỷ giống như nước dưới lửa, còn che giấu đại phò mã. Hay là chàng thấy thiếp chưa đủ phiền phức, muốn thiếp gây chuyện thì phi đốt thêm quả? Để đại hoàng tỷ tìm thấy phò mã ở trong phòng chàng, thiếp cũng không biết tìm ai để cứu giá nữa. Sao công chúa biết đại phò mã? Là Tứ Đức nói. Tứ Đức biết phân biệt nghiêm trọng, không có giống như chàng ngu muội trước và vô dụng. Đa Lộc còn tưởng là có người sẵn sàng đứng ra vì chính nghĩa, thật ra chẳng qua cũng chỉ là bo bo giữ mình. Dù là bổn công chúa hay là kim gia xảy ra chuyện, chúng ta cũng không thể thân ai nấy lo. Lúc này chàng cũng nghe rồi đó, đại phò mã bỏ trốn là tội khi quân phạm thượng, chàng bao che đại phò mã là đồng mưu. Nếu để đại hoàng tỷ phát hiện, tất sẽ gặp quả giáng thêm quả. Thiếp không muốn kim gia có chuyện, càng không muốn rước quả vào thân. Dù xa đi nữa phải nhanh chóng đi đại phò mã đi, đưa phò mã về phủ đại công chúa. Nhưng mà đại công chúa bản tính thế nào công chúa rõ hơn ai, và bắt đại phò mã về đó chẳng khác nào kêu huynh ấy đi chết. Có câu ông trời có đức hiếu sinh, nếu để đại phò mã có chuyện gì bất trắc, chúng ta làm sao mà đành lòng phó mặc.
quân công quốc pháp gia có gia quy, nó phải chàng nói một câu là có thể xoay chuyển càn khôn. Chàng không sợ chết, không lẽ là bắt Kim gia phải chết chung với chàng? Chàng cũng không muốn thấy phu nhân và dị nương chàng ra ngoài lại Phật trở về thấy Kim gia mất luôn cái mạng. Tôi đã tham kiến công chúa. Chuyện gì mà hốt hoảng vậy? Không phải đại công chúa quay lại chứ? Là đại phò mã không biết bỏ đi đâu rồi, chỉ để lại bức thư cho nhị thiếu gia thôi. Đại công chúa như sói như hổ lùng sục, nơi này quả thật không thể ở lâu. Để tránh liên lụy tam đại phò mã cả nhà lớn nhỏ, tôi đành để thư bỏ trốn. Ơn huynh cứu mạng hôm nay, nếu như có thể giữ lại hơi tàn, ngày sau nhất định dốc lòng báo đáp. Nếu không may phải chết dưới nanh vuốt hổ, xin tam phò mã chớ lo. Chết rồi. Đâu đâu cũng là lan sói, huynh ấy biết đi đâu được. Lần này đại phò mã đúng là chết chắc rồi. Hôm nay ta bắt Kim Đa Lộc đuổi đại phò mã ra đi, rốt cuộc là có sai không? Đại phò mã bỏ nhà ra đi đúng là phạm tội khi quân, quân pháp khó dung. Nhưng mà phò mã chọn con đường bỏ trốn, quả thật về tình là có nguyên do, đáng được cảm thông. Đại hoàng tỷ quả thật đáng ghét, những gì tỷ ấy làm thật khiến cho người ta phẫn nộ. Nhưng bao nhiêu năm nay đại phò mã vẫn im lặng nhẫn nhịn, các nàng tiếp tay cho đại hoàng tỷ được nước làm tới chứ. Nếu ngay từ buổi đầu mà có gan phản kháng thì đâu có cần thảm tiếng nông nổi này. Công chúa nói cũng rất có lý. Ai mà chẳng biết các phò mã đều vô dụng vô mưu. Thế mặt công chúa không dám ngẩng đầu. Bọn họ lấy công chúa cũng vì tam phú trèo cao, nhờ đó chen chân vào chỗ quyền quý mà thôi. Nè, Kim Đanh Lộc đó chính là một ví dụ điển hình nhất. Cứ tưởng mình khí cái hi gàng lớn tiếng ra quay, thật ra cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Nếu Đanh Lộc có được chút khí khái nam nhi, cốt cách anh hùng, biết đâu bổn công chúa với Đanh Lộc cũng có cái nhìn khác. Nhưng mà nam tử Hán hiên ngang hào khí ngất trời, đội trời đạp đất xem trọng nghĩa khí, trên đời còn được mấy người đây? Có, khi xưa có Trung Thần Ngụy Trinh dám liều chết để dân tấu, trước mắt thì có phụ hoàng mà ta kính trọng nhất đó. Thôi, chẳng lẽ bây giờ trên thế gian ngoài phụ hoàng ra ta không thể tìm thấy đấng nam nhi trang hảo hán sao? Nghe nói là đại phò mã vẫn còn bạc vô âm tính đó. Nghe nói đại công chúa còn đi lùng quanh đấy khắp nơi nữa. Thảm nhất là các công chúa nói lấy đó làm gương, những ngày chúng ta làm phò mã lại càng thảm. Đại phò mã vốn là tuấn tú phong nhã, nhưng sau bao năm bị công chúa hành hạ, bây giờ huynh ấy đã thành ra kẻ ngu ngơ đần độn. Huynh nói đi, nếu để rơi vào tay đại công chúa lần nữa, huynh ấy chỉ có chết thôi. Ngươi hiểu tôi. Chỉ có tam phò mã. Hôm nay thân tôi chịu khổ đau, sau này các huynh có khác gì tôi đâu, có khác gì tôi đâu. Đại phò mã sao huynh ở đây vậy? Thiên hạ rộng lớn nhưng không có chỗ cho ta dung thân. Đại phò mã, nay huynh có dự tính gì không vậy? Đại phò mã huynh về phủ công chúa tự thú, biết đâu được giảm hình phạt đó. Nam nhi đại trượng phu, sĩ khả sát bất khả nhục. Nếu bắt tôi về để Vĩnh Hà lăng nhục, tôi thà chết không phục. Các huynh xem, các huynh cùng xem đi, đại phò mã lâm vào cảnh khốn cùng, vẫn quyết chí dễ dùng. Đúng là đại phò mã có chí khí, khâm phục. Tôi đúng là thẹn không dũng khí ngẩn nhìn trời. Từ lúc chúng ta bước qua cửa phủ công chúa, chúng ta đã mất hết tự trọng. Dù chúng ta hiểu rõ đạo lý khổng mạnh, nhưng cũng không quyền kiện cáo được. Các vị công chúa đó, người nào cũng tự cao tự đại. Tôi thật không tin họ có thể tự tung tự tác mãi được. Đúng vậy đó, ông trời có mắt, yêu phụ gây nên nghiệt rồi, có một ngày sẽ phải đền tội thôi. Đám yêu phụ đó càng ngày càng quá đáng. Ép tôi giải từ, chúng ta ăn miếng trả miếng đi. Nói tội các yêu phụ đó bẩm lên hoàng thượng. Được, vậy chúng ta kể tội đám yêu phụ. Để họ không đáng một xu. Nếu như để tôi gặp được hoàng thượng, tôi nói đám yêu phụ đó tay chân lười biếng. Nếu để tôi gặp được hoàng thượng, tôi nói đám yêu phụ đó tự tung tự tác. Trời ơi, nếu như để tôi gặp được hoàng thượng, tôi nói đám yêu phụ đó vô cảm độc ác. Các người muốn nhập đẫm sao?
Tham quan. Chậm mới đi 5 tuần về kinh. Định tới nơi này uống chung trà ngon, thưởng thức giảng hiệu Hoàng Kim Kê ở đây. Ai ngờ tình cờ nghe thấy các người toàn lời oán than, tố cáo đám yêu phụ. Yêu phụ mà các người nói là ai vậy? Muốn tố cáo chuyện gì? Nay trầm ở trước mặt các người, có oan ức gì cứ lên tiếng đi. Bóng hoàng thượng, điêu phụ mà chúng thần nhắc tới là công chúa. Người mà chúng thần muốn kể tội cũng chính là công chúa Đại Đường. Đại công chúa, nhị công chúa, tam công chúa, tứ công chúa, ngũ công chúa, gia đao. Thần nhi tham kiến phụ hoàng, nô tỳ tham kiến hoàng thượng. Các hoàng nhi miễn lễ. Tạ phụ hoàng. Các con, một bên là 5 hoàng nhi trẫm thương yêu, một bên là 5 vị phò mã trẫm cho là anh dũng bất phàm. Phải biết là một đôi phu thê, nam nữ khác biệt, suy nghĩ tất có sai khác, tính cách cũng mỗi người một vẻ. Nhưng đạo nghĩa phu thê quý ở chỗ bao dung, lượng thứ, phải nên tìm hiểu lẫn nhau. Hôm nay trẫm truyền triệu các con tới đây là hy vọng giữa phu thê các con có gì hiềm khích, nhưng hôm nay thẳng thắn đối mặt, quá giải hiểm nguy, nối lại tình nghĩa phu thê. Phải đó đại phò mã, chàng có gì muốn nói với phụ hoàng, nói nhanh lên. Thần, từ lúc thành thân với đại công chúa tới nay, đại công chúa vẫn luôn vui buồn thất thường. Nhưng mà thần hiểu là đại công chúa làm vậy là có nỗi khổ. Cũng vì đại công chúa, người thân là đại tỷ của các vị công chúa, phải làm gương cho các hoàng muội, phải quyên góp cứu tế, mưu cầu phúc lợi cho vạn dân. Thần dung tính bất kham, đại công chúa không phải lo lắng cho thần. Công chúa lao tâm khó nhọc, tâm trí hao gầy, cho nên vui buồn thất thường cũng là có thể hiểu được. Đại phò mã, lời khanh nói có thật không? Dạ thật, hoàn toàn xác thật, thật như trân châu vậy. Vậy nhị phò mã, chàng nhân lúc đông đủ nói hết những lời từ đáy lòng của chàng luôn đi. Thật ra Thần cảm thấy vị công chúa ngang ngược kiêu ngạo quá mức. Chắc cũng vì giống như đại công chúa, vì trăm họ lao tâm lao lực, sợ thần thánh ân phụ thần dân trăm họ, cho nên mới nghiêm khắc trách mắng thần. Thật ra thì vị công chúa hiền lành thuộc đức, chỉ là thần không biết quan tâm ân cần mà thôi. Thần xin bẩm. Đủ rồi, không thể đứng nhìn. Công chúa trừng mắt nhìn tôi cũng vậy thôi. Nếu hôm nay tôi không nói ra, tôi còn là người sao? Huynh đó, cái gì mà lao tâm lao lực, hiền lành thuộc đức, đúng toàn lời hầu đầu. Còn huynh cái gì mà cầu phúc cho dân, tâm trí hao gầy, đúng là chẳng ra làm sao. Giác quan, thật ra đại phò mã đã bị đại công chúa hành hạ tới không ra hình người, nửa điên nửa khùng. Tam phò mã, tại sao ngươi ly gián tình cảm giữa ta và đại phò mã, phá hoại lòng tin giữa phu thê ta sao? Phò mã à, Đa Lộc dám đứng ra nói là biết không còn được quay về. Nhát hoàng, người cứ việc nhìn vết thương trên người đại phò mã thì người sẽ biết rõ đại phò mã và đại công chúa yêu thương ra sao, như thế nào. Vết bầm này là Tết Trung Thu, đại công chúa dùng tấm gương đâm từng nhát đâm thẳng xuống. Còn vết thương này là tháng trước đại công chúa bưng cả tô canh thẳng tay mà tát vào. Thảm rồi sao? Vẫn chưa đâu. Thật ra trước ngực đại phò mã, sau lưng và những vết thương ở đùi thảm tới không nhìn được. Nè, để thần kéo lên cho mọi người xem nghe. Tam phò mã, tôi bỏ đi. Nhạc quang, những vết thương này là tự thần gây ra thôi. Đại phò mã, quýnh không được sợ. Tới giờ phút này, nhạc quang sẽ anh minh tra xét ngọn ngành mọi chuyện. Bây giờ thậm chí đại phò mã bàn tỏa cũng không được lành lặn nữa. Để tôi cởi ra cho mọi người xem nghe. Đừng mà, Tam phò mã, đừng mà. Tam phò mã, trẫm nhìn thấy rõ ràng rồi.
không cần nói nữa. Nhạc Hoàng, đối với cảnh ngộ bi thảm của đại phò mã, thần thật không chỉ nghe nói mà còn tận mắt nhìn thấy. Đó cũng chính là ngày giám kim hiệu khai trương cửa hiệu. Đại công chúa trước cả đám đông đã nhìn chằm chằm, tiện tay giơ hộp bánh vàng nhắm ngay vào đầu đại phò mã, thẳng tay chuẩn bị mà giáng xuống. Khi hộp bánh vàng sắp chạm xuống đầu đại phò mã sợ đến ngất đi. Thần cũng sợ đến bớt vía luôn. Đại phò mã à, huynh không cần phải sợ, cứ việc nói với mọi người, đại công chúa có xem phò mã là người không? Nói. Ngươi nói sằng nói bậy. Đại hoàng tỷ ta hiền lành thục đức. Câm miệng. Nếu đại công chúa có chuyện đó mà gọi là hiền lành thục đức, vậy còn cô phải gọi là vô cùng nhu hiền thục. Nhưng mà nhị phò mã lại không nói như vậy. Huynh ấy nói cô tự tư tự lợi, với phu gia không mà không hỏi, còn không cho huynh ấy phụng dưỡng phụ mẫu. Cô đúng là kẻ trái đạo luân thường, bất trung bất hiếu. Luân thường. Cái gì? Tôi chưa nói xong. Các công chúa đều có phần, đứng yên chờ đi. Quát. Quát cái khiến tôi chẳng nhớ gì hết. Tam công chúa, nàng tự cho mình tài hả? Tự kiêu tự đại gặp người lớn nước, ai nấy trong kim gia cũng đều phải nhường bước. Công chúa có được nước làm tới, cứ hãy mở miệng là đòi đại khai sát giới. Thứ công chúa lại xa xỉ vô độ, quá là đanh đá. Trời đông giá rét, công chúa bắt phò mã ra sân quét tuyết, khiến phò mã quán tháng không dám cãi. Công chúa còn đứng đó mà vỗ tay khen hay nữa. Không, tôi thật sự chỉ muốn bạc tay thôi. Nó không hay thế tử như vậy hả? Đó cứ đứng nhìn nó phải gọi là thật tài quái. Ngũ công chúa, khẩu Phật tâm xà, mới bước vào chùa lạy là cô ấy đã mắng người xấu xả. Tam cương ngũ thường công chúa đều đá qua một bên. Rốt cuộc là do đâu mà nên khiến cho phò mã rung bần bật hả? Tam phò mã, hoàng di của trẫm tự biết quản giáo. Họ được nuôi chiều từ nhỏ, đôi khi có tránh hơi ương ngạnh. Nhạc Hoàng, cho nên bây giờ thần không trách tội họ. Bây giờ thần sẽ bắt đầu kể chuyện của Nhạc Hoàng ngươi. Hỗn láo to gan. Kim Đa Lộc to gan, trẫm là vua của một nước, bình định tứ phương, mang gì cũng phải cúi đầu xưng thần. Người dám cả gan tố cáo luôn cả trẫm mà. Hôm nay Kim Đa Lộc liều mạng to gan tố cáo, thần đã lường trước cán sĩ một y không trở lại. Chỉ mong chửi được sảng khoái, chết được thoải mái. Xử đi.还是有个降落点最遥远。